nên tự nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hiểu tình, cũng khuyên người nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hiểu tình, luôn ngợi khen chính đáng pháp nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hiểu tình, vui mừng ngợi khen người nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hiểu tình, nên tự phát khởi thần thông Bồ Tát, cũng khuyên người phát khởi thần thông Bồ Tát, luôn ngợi khen chính đáng pháp phát khởi thần thông Bồ Tát, vui mừng ngợi khen người phát khởi thần thông Bồ Tát, nên tự phát sanh trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng khuyên người phát sanh trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, luôn ngợi khen chính đáng pháp phát sanh trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, vui mừng ngợi khen người phát sanh trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Nên tự đoạn tất cả phiền não tập khí nối nhau, cũng khuyên người đoạn tất cả phiền não tập khí nối nhau, luôn ngợi khen chính đáng pháp đoạn tất cả phiền não tập khí nối nhau, vui mừng ngợi khen người đoạn tất cả phiền não tập khí nối nhau. Nên tự thọ trì viên mãn thọ mạng, cũng khuyên người thọ trì viên mãn thọ mạng, luôn ngợi khen chính đáng pháp thọ trì viên mãn thọ mạng, vui mừng ngợi khen người thọ trì viên mãn thọ mạng. Nên tự chuyển pháp luân, cũng khuyên người chuyển pháp luân, luôn ngợi khen chính đáng pháp chuyển pháp luân, vui mừng ngợi khen người chuyển pháp luân. Nên tự gìn giữ hộ trì chánh pháp kiến trụ, cũng khuyên người gìn giữ hộ trì chánh pháp kiến trụ, luôn ngợi khen chính đáng pháp gìn giữ hộ trì chánh pháp kiến trụ, vui mừng ngợi khen người gìn giữ hộ trì chánh pháp kiến trụ. Thiện hiện đại Bồ Tát nào muốn mau thành tựu sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì đối với pháp như thế dùng vô sở đắc mà làm phương tiện và nên trụ như vậy. Thiện hiện, các đại bồ tát nên học phương tiện thiện xảo, bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế. Nếu học như thế mới có thể an trụ pháp đáng trụ. Nếu học như thế, an trụ như thế, thì đối với các sắc không bị chướng ngại, đối với thọ tưởng hành thức không bị chướng ngại, cho đến đối với việc chuyển pháp luân không bị chướng ngại, đối với chánh pháp trụ không bị chướng ngại. Vì sao? Thiện hiện, vì đại Bồ Tát này từ trước đến nay không thọ trì sắc, không thọ trì thọ tưởng hành thức, cho đến không thọ trì chuyển pháp luân, không thọ trì chánh pháp trụ. Vì sao? Thiện hiện, vì sắc không thể thọ trì, nếu sắc không thể thọ trì thì không phải sắc. Vì thọ tưởng hành thức không thể thọ trì, nếu thọ tưởng hành thức không thể thọ trì thì không phải thọ tưởng hành thức. Cho đến vì chuyển pháp luân không thể thọ trì, nếu chuyển pháp luân không thể thọ trì thì không phải chuyển pháp luân. Vì chánh pháp trụ không thể thọ trì, nếu chánh pháp trụ không thể thọ trì thì không phải chánh pháp trụ. Khi Đức Phật thuyết Bồ Tát trụ pháp này, có 2000 Bồ Tát đắc vô sanh pháp nhẫn.